Zelensky cả giận mất khôn Quang Hải xin kính chào quý vị Kính thưa quý vị, Ukraine đang thất bại trên cả chiến trường và trong cả lĩnh vực ngoại giao Giận quá thì mất khôn Tổng thống nước này đã vận dụng kỹ thuật trình diễn sân khấu của mình để chọc giận phương Tây và khiến cho báo chí quốc tế được một phen rôm rả. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ theo dõi diễn biến thú vị này. Và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết quân đội Nga đã phá vỡ thế trận. Vào sáng ngày hôm nay ngày 14 tháng 7, các lực lượng vũ trang Nga đã ngăn chặn nỗ lực tiến lên của lực lượng vũ trang Ukraine gần Klipchivka ở Danes. Hai binh sĩ đã bị bắt làm tù binh. Vadim Astafiev là người đứng đầu của trung tâm báo chí đã công bố thông tin này với RIA Novosti. Nguồn tin cho biết rằng một đơn vị trinh sát Nga thuộc nhóm quân phía Nam đã tấn công theo hướng Klipchivka nhắm vào một nhóm kẻ thù từ đại đội tấn công thứ 711 của bộ đội biên giới Ukraine. Một trận chiến xảy ra ngay sau đó và mọi nỗ lực để tiến lên phía trước của các chiến binh Ukraine đều đã bị chặn lại bởi hỏa lực pháo binh từ các đơn vị thuộc quân đoàn 3, quân khu phía nam của Nga. Theo Astafiev, các binh sĩ thuộc lực lượng đặc biệt Nga đã bắt được hai tù binh và số còn lại phần lớn đã bị tiêu diệt. Ở vùng Danes, thì Bộ Quốc phòng Liên bang Nga đã tuyên bố rằng 30 cuộc tấn công của kẻ thù đã bị đẩy lùi thành công trong các cuộc chiến. Theo báo cáo, thì do hậu quả của những cuộc đụng độ trên chiến trường, khoảng 335 quân nhân Ukraine đã thiệt mạng. Số lượng tổn thất của kẻ thù là rất cao và cho phép phía Nga có cơ sở để đánh giá các kế hoạch hành động tiếp theo của đối phương. Bộ Quốc phòng lưu ý rằng kẻ thù bắt đầu sử dụng tích cực các phương pháp tấn công tự sát nhằm phá vỡ tuyến phòng thủ của quân đội Nga. Tuy nhiên, tất cả những nỗ lực này đều dẫn đến cùng một kết quả, đó là quân đội Ukraine phải chịu tổn thất nặng nề, cả về nhân lực và các trang thiết bị quân sự. Cũng cần phải lưu ý rằng, bất chấp những nỗ lực rất lớn để xuyên phá tuyến phòng thủ từ phía Ukraine, các đơn vị Nga vẫn đứng vững và hiện trạng chiến trường không giúp cho Kiev giành được lợi thế. Trong khi đó, vào sáng sớm ngày hôm nay, hãng tin RIA đã đăng tải tuyên bố của Vladimir Rogov, người đứng đầu phong trào công cộng Zaporizhia rằng, quân đội Ukraine sau hàng loạt thất bại trong các nỗ lực tổ chức một cuộc phản công toàn diện trên mặt trận Zaporizhia, họ đang bắt đầu tập hợp lại huy động một lực lượng dự bị mới để chuẩn bị cho một cuộc tấn công tiếp theo. Theo ông, các cuộc tấn công của quân đội Ukraine thường kết thúc với tổn thất nặng nề và buộc phải rút lui về vị trí ban đầu. Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia Nga Andriy Katapolov trong một cuộc phỏng vấn với Newsroom cũng đã xác nhận thông tin rằng Nga đang tích cực chống lại các hành động tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine như là một phần của chiến dịch quân sự đặc biệt. Ông ấy nói rằng quân đội đang thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu, nó đẩy lùi cuộc tấn công của kẻ thù theo mọi hướng và đang tiến lên phía trước ở một số nơi. Mọi người trong quân đội đều đang chiến đấu. Đây chỉ là tuyên bố từ phía nga và để xác minh được tính khách quan của thông tin này thì chúng tôi đã tìm đến các nguồn tin thuộc lầu năm góc. Tướng Douglas Sim là giám đốc hoạt động tại Bộ Tham mưu Liên quân Hoa Kỳ đã đưa ra đánh giá ảm đạm về tiến độ tấn công của Ukraine. Ông ấy nói rằng nó có thể không diễn ra nhanh như chúng tôi mong muốn. Quân đội Ukraine phải chiến đấu với những trận chiến khá khó khăn như vậy thì có thể thấy mọi nỗ lực tấn công hay cái gọi là phản công của ukraine không có tín hiệu khả quan đến cả quan chức lầu năm góc cũng thừa nhận điều này như vậy những tuyên bố của phía nga về bước tiến của mình và tổn thất của ukraine có phần khả tín dường như là các đội hình ukraine răng ra ở các hướng đã bị nga phá vỡ và đã bị suy giảm sức tấn công trong bối cảnh này yêu cầu của ukraine về việc chuyển giao các máy bay chiến đấu là rất cấp bách tuy nhiên có một thông tin không mấy vui vẻ đó là australia sẽ từ chối cung cấp máy bay chiến đấu F-18 cho Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles đã lưu ý trong một cuộc phỏng vấn với ABC rằng tình hình xung quanh những chiếc máy bay khá phức tạp, nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục đối thoại với Ukraine về vấn đề này. Trước đó, thì đặc phái viên Ukraine Vasily Miroshnichenko đã yêu cầu được viện trợ các máy bay chiến đấu F-18 đã ngừng hoạt động của lực lượng vũ trang Úc. Kể từ năm 2019 đến năm 2021, thì Úc đã cho nghỉ hưu 71 chiếc F-18 và trong số đó vẫn đang còn vài chục chiếc đang được cất giữ trong kho. Hiện thì vẫn chưa rõ Ukraine yêu cầu Úc giao bao nhiêu chiếc F-18. Tuy nhiên, trước đây thì những ý tưởng về việc chuyển giao những chiếc máy bay này cùng với những chiếc F-16 khác đã được phương Tây xem xét. Ấy vậy mà lầu năm góc thì lại cho rằng việc chuyển giao máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine là không đúng lúc. Điều này đã được Giám đốc điều hành của trụ sở chung lầu năm góc Douglas Sim tuyên bố tại một cuộc họp giao ban. Vậy thì khi nào mới được gọi là đúng lúc đây? Như chúng ta đã biết, trong chiến tranh hiện đại thì một đội quân không thể giành được lợi thế nếu như không có xe tăng trên mặt đất và máy bay ở trên không. Vậy mà cả hai điều này thì Ukraine đều không đáp ứng được. Xe tăng thì đã bị tiêu hủy rất nhiều, máy bay chiến đấu thì không có, nhân lực thì tổn thất. Còn ở Nga thì tình hình lại hoàn toàn ngược lại. Nga có nhiều xe tăng và máy bay hơn Ukraine, kho vũ khí thì dồi dào, khả năng sản xuất cũng như tiến bộ trong nghiên cứu và cải tiến công nghệ quốc phòng được cho là nhanh hơn và kịp thời hơn. Do đó, Liệu Kiev có thể vượt qua được hàng phòng thủ của Nga hay không khi mà Moscow có được ưu thế để áp đảo về số lượng xe thiết giáp? Có thể đưa ra một kết luận rằng Ukraine thậm chí còn không thể đến gần tới đó, chứ đừng nói tới việc chọc thủng được hàng phòng thủ của Nga. Nếu như so sánh về tương quan thì chúng ta sẽ thấy Moscow sản xuất hơn 100 xe tăng hiện đại mỗi tháng, trong khi ở thời điểm hiện tại thì Kiev không còn sản xuất bất cứ thứ gì. Họ hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn cung cấp từ phương Tây. Cho nên, càng phản công thì lực lượng vũ trang Ukraine sẽ càng tiến đến bờ vực sụp đổ nhanh hơn. Bởi vậy, nhiều chuyên gia dự đoán rằng cuộc chiến có thể dừng lại vào cuối mùa hè. Ukraine sẽ không còn khả năng chống đỡ những đòn tấn công từ Nga. Đặc biệt là sau hội nghị thượng đỉnh NATO ở Vilnius, thì số phận của Ukraine đã được định đoạt. Và nếu như những nhà lãnh đạo Kiev vẫn tiếp tục nghe lời ngon ngọt của phương Tây, thì binh lính Ukraine sẽ bị đẩy vào máy xay thịt cho tới người cuối cùng. Trong bối cảnh này, thì các nhà lãnh đạo Kiev đã thể hiện sự bất mãn của mình với phương Tây. Thái độ trở mặt là khá rõ ràng. Zelensky làm hỏng quan hệ với một đồng minh chủ chốt trong NATO. Hậu hội nghị thượng đỉnh NATO, Tổng thống Ukraine Zelensky tỏ rõ thái độ không hài lòng với kết quả của cuộc họp. Đáp lại thì Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace tỏ ra phẫn nộ vì Ukraine không biết ơn về những vũ khí đã được chuyển giao. Theo ý kiến của ông này, văn phòng của Zelensky đối xử với các nước phương Tây như là một cửa hàng Amazon, mà quên rằng việc nói lời cảm ơn khi được giúp đỡ là một thông lệ Wallace nhấn mạnh rằng chính quyền Ukraine đã quá vội vàng để tìm kiếm mọi hình thức hỗ trợ mà đôi khi họ quên nói lời cảm ơn. Dù muốn hay không thì người dân các nước viện trợ cho Kiev đương nhiên muốn nhận được lòng biết ơn. Ông này cho biết vào năm ngoái ông đã đến Kiev chỉ để nhận một danh sách vũ khí cần thiết. Bạn biết đấy, tôi đã nhắc nhở họ rằng chúng tôi không phải là cửa hàng Amazon và tôi đã mất 11 tiếng đồng hồ di chuyển đến đó chỉ để lấy một tờ giấy. Ông ấy phấn nộ nói như vậy. Wallace cũng tin rằng tuyên bố được ký vào cuối hội nghị thượng đỉnh NATO bất chấp sự chỉ trích của Zelensky, hóa ra lại có lợi cho Kiev. Mặc dù vậy, lời phàn nàn của người đứng đầu Bộ Quốc phòng Anh đã không được ông Zelensky chú ý. Tổng thống Ukraine diễu cợt rằng, còn cần phải cảm ơn thế nào nữa đây? Chúng tôi vẫn có thể thức dậy vào mỗi buổi sáng và cảm ơn Bộ trưởng. Hãy để cho ông ấy viết cho tôi cách cảm ơn và tôi sẽ cảm ơn các bạn. Sau đó, Volodymyr Zelensky đã đăng tải một video về việc mình phát biểu trước các nhà lãnh đạo của NATO trong đoạn phim dài 8 phút thì người đứng đầu Ukraine dường như đã quyết định vận dụng kỹ năng trước đây của mình khi còn là một diễn viên hài. Một cách mỉa mai đầy chua cay, cứ sau mỗi 10 giây thì ông ấy lại nói từ cảm ơn. Cảm ơn tất cả mọi người có mặt tại hội nghị thượng đỉnh, tổng cộng ông ấy nói như vậy tới 47 lần. Lời cảm ơn được thốt ra không phải là thành ý mà là diễu cợt và mỉa mai. Ngay cả đại sứ Ukraine tại Anh Vadim Pritschko cũng đã ngạc nhiên trước hành động này của Zelensky. Phát biểu trên Sky News, thì ông này gọi phản ứng của tổng thống là cách mỉa mai không lành mạnh. Nói thêm rằng hai nước Ukraine và Anh không nên để cho người nga thấy được mối quan hệ căng thẳng giữa họ. Đồng thời, không chỉ Ben Wallace phải chịu đựng trò hề của Zelensky tại hội nghị thượng đỉnh của Liên minh. Truyền thông phương Tây thi nhau viết rằng tổng thống cư xử chơi chén và thô lỗ trong suốt sự kiện. New York Times thì viết về nỗi thất vọng của tổng thống Ukraine với thông cáo cuối cùng của hội nghị thượng đỉnh. The Politico cũng viết rằng sự nóng này của Tổng thống Ukraine có nguy cơ làm hỏng hội nghị, đặc biệt là cuộc gặp cá nhân giữa Zelensky với Joe Biden. Còn CNN thì lưu ý rằng Zelensky đã đột nhập vào Vinius theo phong cách điển hình, sử dụng áp lực đạo đức và sức mạnh truyền thông để buộc các nhà lãnh đạo NATO phải đưa ra nhiều đảm bảo hơn cho ông ta. Tờ Le của Pháp thì đã nói rằng Zelensky cố gắng gây áp lực lên Joe Biden và Olaf Scholz, nhưng mà họ vẫn giữ vững quan điểm của mình. Thêm nữa là tờ Washington Post đưa tin rằng sự bùng nổ của Zelensky đã khiến cho nhiều quan chức phương Tây phải bất ngờ. Như tờ báo này lưu ý, Ukraine vốn từ lâu đã biết rằng họ sẽ không nhận được lời mời gia nhập NATO ngay lập tức. Cho nên, thái độ nóng nảy này có nguy cơ phá hủy tinh thần đoàn kết của liên minh. Nhìn chung, truyền thông cũng như là các chuyên gia đang ngán ngẩm với kiểu trở mặt ngoại giao của ông Zelensky. Đây có phải là hành động khôn ngoan hay không? Thì chắc chắn là không, bởi vì nó chẳng khác gì hành động tự tay chặt cành cây mà chính mình đang ngồi trên đó. Đứng về góc độ địa vị chính trị thì ông Wallace nắm giữ vị trí cao nhất trong Bộ Quốc phòng Anh, là một trong những nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất trong chính phủ. Ông ấy thậm chí còn hoàn toàn có khả năng vượt qua Thủ tướng đương nhiệm Rishi Sunak. Hơn nữa, theo các chuyên gia thì chính Wallace cùng với người đứng đầu Cục tình báo Anh MI6 Richard Moore là quân sư chính trị quân sự cho văn phòng Zelensky. Nói như vậy để có thể thấy vai trò của Wallace quan trọng như thế nào đối với Ukraine. À. Cách đây không lâu thì ông ấy đã vận động hành lang để được ngồi vào chức Tổng Thư ký NATO bởi vì những đóng góp của ông trong việc trang bị vũ khí cho lực lượng vũ trang Ukraine. Do đó, khi mà Zelensky đáp lại người bảo trợ của mình một cách thô lỗ, thì chính là hành động cắn vào tay người đang chìa tay ra để giúp đỡ mình. Cho nên không lạ lắm khi các kênh truyền thông bị sốc với phản ứng thô lỗ của Zelensky trước Wallace. Nhưng mà hành vi của giới tinh hoa Ukraine cũng không phải là hôm nay mới được bộc lộ. Hẳn là quý vị còn nhớ tới cựu đại sứ của nước này tại Đức, Andrei Melnik, người đã xúc phạm Thủ tướng Đức nhưng mà hành động đó lại không bị lên án mà ngược lại vị này còn được trao thưởng và thăng chức lên thành thứ trưởng bộ ngoại giao tuy nhiên sau đó thì ông này được cử sang làm đại sứ tại brazil điều đó cho thấy chính quyền kiev dung túng và cổ suý cho những hành động ngoại giao thô lỗ nó đã trở thành một đặc sản không thể thiếu trong chính sách đối ngoại của văn phòng zelensky bây giờ đây sự bất hòa giữa zelensky và giới chính khách phương tây đã bắt đầu trở nên trầm trọng hơn và điều này rõ ràng sẽ khiến cho kiev phải gánh chịu nhiều hậu quả Trước dừng lại đó, hôm nay Washington Post đã viết rằng dòng tweet gây hấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong tuần này được coi là cơ hội để thu nhỏ lời mời về sự tham gia của Kiev. Tức là do những chỉ trích gay gắt của Tổng thống Zelensky, các quan chức Mỹ thậm chí đã muốn thay đổi tuyên bố cuối cùng của hội nghị ở Vilnius theo cách bất lợi hơn cho Kiev. Trước đó, thì phóng viên Richard Madden của Rorty đã báo cáo về việc Zelensky đã khiến cho NATO chống lại ông ta như thế nào. Ngoài ra, Anna Vandensky là một nhà báo của tờ European Diplomatic và cũng là thành viên của Hiệp hội Báo chí Quốc tế có trụ sở tại Bruxelles cho biết bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO thì nhiều người đã bị sốc một cách khó chịu trước những lời chỉ trích của Tổng thống Ukraine về liên minh. Bà ấy nói về điều này trên kênh Youtube của mình. Như vậy có thể thấy, ông Zelensky đang cả giận mất khôn. Trong tình thế này, thì liệu có cần đến Nga phải kết liễu chính quyền Kiev hay không? E rằng là không cần phải làm điều đó, mà tự nội bộ phương Tây sẽ làm điều này. Nhưng! Nó không đồng nghĩa với việc cuộc chiến giữa NATO và Nga sẽ chấm dứt. Việc hạ bệ Zelensky và dựng lên một con tốt khác để chống lại Nga không khiến cho chúng ta bất ngờ. Rõ ràng là không một quốc gia phương Tây nào tính đến số phận của người dân Ukraine. Do đó, có một số ý kiến cho rằng cuối cùng thì cuộc chiến ở Ukraine đang đổi chiều. Ban đầu nó bị coi là một cuộc xâm lược, còn bây giờ thì nó đã xoay chiều trở thành một cuộc chiến của Nga, chống lại nanh vuốt của những chính trị gia cánh tả khát máu đang muốn cấu xé đất nước Ukraine và bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin được kết thúc tại đây cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo